Đấy, mút mút. Ui, con khỏe to nha mừng. Ui, vừa vừa cái nha mừng. Ui, con khỏe to nha mừng. Ui, vừa vừa cái nha mừng. To to, ui, vừa. Ui, bự bự, hàng hàng to nha mừng. Đóng ngay các bạn ơi, bỏ luôn. Ôi, ngoài luôn. Đóng ngay các bạn ơi, bỏ luôn. Ôi, ngoài luôn. Giết này. Bỏ luôn anh em, bỏ chết luôn. Mùi xấu tê của ông ơi. Vâng, hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại phần tải vệ sinh nhé. Đấy, nước ở đây bắt đầu giờ đang lên, các cháu nhỏ đang tập bơi các bác kìa. Ô, đường vào có một con bò đây gặm cỏ các bạn, sáng sớm đã đi gặm cỏ rồi. Ngon không? Cỏ này tốt thật. Nào, thôi bây giờ anh em chúng ta sẽ đi vào trong sâu trong này. Đừng có hút nhá. Úi giời, hại lắm các bạn ạ. Nước bây giờ bắt đầu đang lên thôi. Đây, anh em này, hôm nay em đi từ sớm thì nước bây giờ bắt đầu đang lên. Đây nó là nước nợ các bạn ạ. Thì đợt trước em qua đây có quay một cái video hôm ấy nướng to một con gà nhưng mà lại không được con cá nào. Này, các bạn nhìn này, ở đây thì nó rất là nhiều kê lậu các bạn. Đấy. Mùa này thì lậu đang chín nhiều, nó cũng gần hết rồi. Tiếng chim nghe hay quá. Ua, bên trong này thì bắt đầu nước lên cao hơn các bạn ạ. Đây, em có thể giơ cao, anh em cũng có thể nhìn thấy nước lên cao hơn này này. Đó. Nước lên cao thì bắt đầu là cá ở bên ngoài nó vào nhiều, thành ra là mới câu được. Đi thôi. Rồi ok anh em ạ, cuối cùng đi lòng vòng một hồi thì cũng đã tìm mặc đến bãi câu. Bãi này thì nó rộng mở thoáng hơn, lánh sẽ ok hơn anh em ạ. Rồi chắc này cũng giải cần luôn ở vị trí này đi. Cảm giác chỗ này nó thoáng, mặt mặt nước nó yên thì quay phao anh em xem nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Trời à, đây bông hoa đẹp chưa anh em ơi. Đó. Hôm nay là cuối tuần anh em ạ, chờ mãi đến ngày Chủ nhật để đi săn hàng. Lâu lâu rồi không đánh đài. Nhiều anh em cứ bảo em đi vụt đài xem cho nó phê, kiểu đánh kiểu bạo lực đấy. Nhưng mà em đánh đài thì chúng nó cũng không phải sở trường lắm. Hôm nay kiếm được bộ trục thảo tương đối xịn. Ra quất thử anh em xem tí. Nhà em không có cái quấn quấn vào trong cái này nó xoắn hết cả cước các bạn ạ. Hôm nay đi câu, nói chung là tối qua ở nhà cứ chăn chọc này. Chỉ mong trời sáng để đi câu sớm anh em ạ. Nghiện gặp nó khổ thế. Hôm nay em đánh hẳn bằng cỏ pho đài săn hàng các bạn ạ. To luôn đấy. Miếng nước đây nó sâu. Thả thử nha.
Nóng ngay, nóng ngay. Đồ khi đẹp. Ao đấy. À, cho nó vào túi ạ. À, dậy dậy. Dậy cái về. Ao vào đây anh em ơi. Ba. Ok. Mút luôn. Đóng anh em ạ. Đục khí quá rồi. À, đục khí đẹp. Nó đục khí. À, được em chú đục khí xịn anh em. Đục khí xịn phẩm áo vào đây. Ok. Đấy, mút. Ui, thật khỏe to nha mọi người. Ui, vừa cái nha mọi người. Ui, thật khỏe to nha mọi người. Ui, vừa cái nha mọi người. To, ui, vừa. Ui, bự, hàng to rồi nha mọi người. Ui, ai dạ. Ui, đóng một con vừa nha mọi người. Mày. Bỏ lỗi mình ngay thế này. Bỏ lỗi mình luôn. Bỏ lỗi luôn anh em ơi. Hàng. Ui, lên. Sĩ so vào đây. Wow. Con này khỏe lắm, súng có vừa nó khỏe lắm anh em ạ. Mút lội vào luôn. Ê, xả đẹp. Đẹp luôn. Phê anh em ạ. Đẹp luôn. Phê. Này thì bảo sao mà không phê. Này trong miền Nam anh em gọi là cá kẽm. Ngoài Bắc gọi là cá vược. Đẹp quá. Ăn là cắn. Cứ hẳn hỏi vào anh em nhé. Rồi ok. Xịn chưa? Có thấy xịn sò chưa? Cho vào túi thế này anh em ạ. Thank you.
đóng ngay các bác ơi, bỏ luôn. Ủa ngoài luôn. Đóng ngay các bác ơi, bỏ luôn. Ủa ngoài luôn. Rít này. Bỏ luôn anh em, bỏ chết luôn. Bộ 6T của ông anh. Bỏ cứng luôn. Lấy ngay. Bỏ cứng luôn anh em ơi. Ai à. Chết luôn chứ này. Ngồi. Bỏ lỗi anh em ơi. Ây giời. Bỏ cá vược này phê các bác ạ. Bỏ cá vược này phê anh em ơi. Úi giời, rít. Rít bỏ vược sướng quá các bác ạ. Rít này, lỗi. Lỗi rồi anh em ơi. Ây giời. Phê chưa. Có hai nữa người các bác này. Chạy đâu 46T bo đi. Ừ, nhầm ngày tiếng rít kìa. Ngủ chưa. Wow, đẹp anh em ơi. Lỗi. Ok anh em ơi. Con thứ hai anh em nhé. Đẹp luôn. Đẹp quá. Phê quá. Thành quả của em này các bác này. Bò chết hai em vượt to cụ tổ. Một con này chắc nó phải 4 cân một con anh em ạ. Gần 46T bò bằng chết luôn. Mới được một con đô phi. Ui anh em nhìn phê chưa. Quay quá nhìn này. Cái rọ 60, vanh 60 các bác nhá. Nhìn khiếp khủng chưa. Nói là quá dã man đấy. Là quá phê. Wow. Hai con nó này nó đẳng cấp luôn các bạn ạ. Cái này kể ra có cái kìm kẹp phải tốt ạ, mang rất là sắc. À, em nhìn chưa, thấy chưa? À, cho anh em xem này, cần 46T có thể bo phát con này nổi luôn thì các bạn biết nó khủng như nào ấy. Nhiều anh em cứ mua cây tầm xanh, thì là cây tầm xanh rất là nặng mà đánh không xuống 46T được các bạn nhá. Dù loại này là phê nhất. Đây, con đầu tiên, con thứ hai các bạn này. Nay được thêm hai con đô phi nữa. À, các bác nhìn đã chưa? Đây gọi là siêu to khổng lồ anh em ạ. Đấy, trong miền Nam thì anh em nó gọi đây là cá chép, còn miền Bắc thì bọn em gọi là cá vược các bác nhá. Quá kinh tởm. Hai nhóm cổ phi. Là quá phê. Wow. À.
Hai con nó này nó đẳng cấp luôn các bạn ạ. Cái này kể ra có cái kìm kẹp thì tốt ạ, mang rất là sắc. À, em nhìn chưa, thấy chưa? À, cho anh em xem này, cần 46T có thể bo phát con này nổi luôn thì các bạn biết nó khủng như nào ấy. Nhiều anh em cứ mua cây tầm xanh, thì ra cây tầm xanh rất là nặng mà đánh không xuống 46T được các bạn nhá. Dù loại này là phê nhất. Đây, con đầu tiên, con thứ hai các bạn này. Nay được thêm 2 con rô phi nữa. À, các bạn nhìn đã chưa? Đây gọi là siêu to khổng lồ anh em ạ. Đấy, trong miền Nam thì anh em nó gọi đây là cá chép, còn miền Bắc thì bọn em gọi là cá vược các bác nhá. Quá kinh tởm. Hai nhóm khổng phi. Wow. Quá khiếp khủng.